anh cứ cầm hai chiếc máy này bên cạnh nhau được là đút rồi, hai túi quần, có nghĩa là túi quần bên trái và túi quần bên phải, mỗi túi quần một chiếc điện thoại và hai dữ liệu này, nó sẽ di chuyển đến khu vực giữa của anh càng nhanh, bởi vì khu vực giữa của anh rất là lớn đúng không? Hello, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của MNPL.vn nha. Vâng, thì anh em được biết ấy, mình đã làm rất là nhiều clip hướng dẫn anh em có chọn mua những chiếc Galaxy, Samsung Galaxy, ví dụ như chiếc Note 10 này, hay chiếc S15G, hay những chiếc Note 9, hay là những chiếc Note 8 ấy. Thì rất là nhiều anh em ủng hộ và like và chia sẻ cho mình và cũng đặt hàng cho mình luôn. Mình nhận được rất là nhiều đơn đặt hàng và thực ra là ship mệt ký luôn. Đó, nhưng mà có một cái vấn đề như thế này này. Những anh em nhận được máy của bên mình ship online ấy, thì không được bên mình hỗ trợ phần mềm nhiều so với những anh em đến mua trực tiếp tại shop. Ví dụ như anh em đến mua trực tiếp tại shop, chẳng hạn mua một chiếc Note 10 này và anh em muốn chuyển dữ liệu từ những chiếc điện thoại cũ của anh em, ví dụ như chiếc iPhone này hay một chiếc Samsung khác này hay là một chiếc Android khác sang ấy, thì bên mình hỗ trợ anh em đầy đủ rồi, anh em hoàn toàn ngồi đợi một chút để mình chuyển dữ liệu thôi. Còn những anh em mà ship đi xa ấy thì anh em nhận được máy và anh em rất là lúng túng trong cái vấn đề chuyển dữ liệu. Thực ra là nếu mà anh em nào chuyên dùng Samsung thì anh em biết ngay cái vấn đề đấy rồi, còn những anh em mà chưa dùng thì hỏi mình rất là nhiều luôn. Thế là ngày hôm nay mình sẽ làm cái clip này, clip hướng dẫn anh em cái chuyển dữ liệu từ những chiếc điện thoại cũ sang những chiếc điện thoại mới nha. Anh em có thể mua hàng bên mình hoặc mua hàng chỗ khác, vậy đều làm như vậy thôi. Anh em lưu ý nếu là Samsung fake thì không làm được, chỉ có làm được Samsung xịn thôi nha. Nếu là Android khác cũng không làm được, chỉ có làm được trên chiếc máy Samsung thôi. Đó, trên chiếc Android khác chỉ chuyển dữ liệu sang chiếc Samsung này, trên chiếc iPhone chỉ chuyển dữ liệu sang chiếc Samsung này, còn trên chiếc Samsung này chỉ nhận dữ liệu mới nhá. Đó, anh em cùng lưu ý với mình là như vậy, chứ không phải là anh em xem clip này của mình và anh em chuyển dữ liệu sang chiếc điện thoại mới của anh em là một chiếc Xiaomi được. Đấy, chỉ làm trên Samsung thôi nhá. Đây, mình giả định mình vừa nhận được chiếc điện thoại này từ msm.vn chuyển hàng cho mình. Đó, một chiếc Samsung Galaxy Note 10 rất là đẹp. Đây, hiện tại giá chỉ trên 13 triệu thôi. Và mình muốn chuyển dữ liệu từ một chiếc iPhone này của mình sang, hay là một chiếc Samsung cũ của mình sang, hay một chiếc Android khác sang thì làm như nào? Việc đầu tiên, Samsung nó có tích hợp một phần mềm rất là hay. Đó là phần mềm Samsung Smart Switch. Thường thường nó sẽ tích hợp luôn trên máy. Còn nếu nó không tích hợp trên máy thì anh em lại vào luôn cái cửa hàng này. Xếp vào đây này, em vào đây em tải nhá. Đây này, cửa hàng của Google ấy, ấn là Samsung Smart. Đây, Smart Switch nhá, ở cái này. Đó, cái này mình cài sẵn rồi. Máy này được cài sẵn rồi, anh em mở lên. Ok, ấn đồng ý đi. Anh em thì nhìn thấy không? Nó sẽ lấy lại được những dữ liệu cho anh em này, cho anh em này. Thứ nhất là vấn đề mà anh em sử dụng điện thoại này, thứ hai là vấn đề là nhật ký của những cuộc gọi này, thứ ba là vấn đề danh bạ này, thứ tư là vấn đề lịch này. Đấy, tiếp nữa là vấn đề tin nhắn SMS này và bộ nhớ trong, ví dụ như là ảnh này, phim JAV này, phim tất cả phim anh em sưu tầm ấy và những cái file khác là anh em thể lấy được này. Tiếp nữa là phần ghi âm. Đó. Và đến vị trí là anh em có thể lấy hoàn toàn hết, anh em bắt đầu nha, cho phép nha. Em lưu ý mình vấn đề như này. Nếu anh em đang sử dụng một chiếc Android khác, ví dụ là một chiếc Xiaomi này, ở đây mình có một chiếc Galaxy Redmi Note 8 này, một chiếc Sony này hay một chiếc điện thoại hãng khác và chạy Android ấy, thì em lưu ý là nó sẽ chuyển dữ liệu một là qua NFC, hai là qua là Bluetooth, nó sẽ rất là lâu. Còn nếu anh em sử dụng một chiếc Samsung cũ như là chiếc Note 8 mà chuyển sang Note 10 này thì nó sẽ sử dụng là kết nối Wi-Fi, nó sẽ rất là nhanh. Đó, còn nếu anh em chuyển dữ liệu từ một chiếc iPhone thì nó sẽ chuyển, một là anh em thể chọn ra thức là iCloud, chuyển những dữ liệu được lưu cho iCloud, hoặc là anh em phải chuyển dữ liệu qua đường USB. Thế nên anh em phải, nếu mà chuyển sang iPhone thì anh em chuẩn bị cho mình một cáp như này nhá. Đẹp nhất là một cái cáp là USB Type-C sang Lightning mà hay theo chiếc 11 Pro Max ấy. Về sau này thì đi ấy, bắt đầu từ năm 2020 đi, mình nghĩ là sẽ tất cả những chiếc iPhone nó sẽ sử dụng cái cổng này. Còn nó không cổng dụng cổng USB cũ nữa, cổng USB A nữa. Còn nếu mà anh em có cổng USB A và Lightning ấy thì anh em phải chuẩn bị cho mình một cái USB đấy. OTG có nghĩa là cắm cái đồng cầu cổng Type-C vào đây và ra cái USB A ấy, và anh em cắm đầu ấy vào. Đó, đây là chuyển dữ liệu. Và cách thực hiện thì đơn giản lắm. Đấy nhá. Bây giờ là mình đã cài Samsung Smart Switch ở trên một chiếc Xiaomi của mình ở đây rồi. Đó, ở trên chiếc Xiaomi ấy, và trên chiếc điện thoại Samsung khác ấy. Vì sao mình nói là nó chỉ chuyển dữ liệu thôi, bởi vì Samsung thì chỉ cho nó chuyển dữ liệu thôi. Đây các bạn nhìn thấy nhá, anh em nhìn nhá. Đó, trên chiếc Samsung mình bật lên này, nó cho hai mục là mục nhận và mục gửi. Còn trên chiếc này là chỉ có mục cùng đi nào thôi, để gửi thôi đúng không? Đó, có chuyển bằng cáp hay chuyển không dây. Đó, ví dụ như trên Samsung này của mình như thế này. Đây là một chiếc Samsung Note 8 cũ của mình đang sử dụng. Mình đã cài sẵn này, mình cũng mở ra này. Đó. Nó cũng sẽ có một phần là gửi và nhận. Nhưng mà đây là chiếc cũ của mình sẽ gửi dữ liệu nhé, còn đây là chiếc nhận nhé. Đó, nó sẽ tương tự với chiếc Android thôi. Đó, anh em nhìn thấy không, giống lắm. Nhưng mà trên này chỉ gửi thôi chứ không nhận được. Đây, cái này mới mình sẽ nhận này. Nhận thì mình sẽ có mục chọn là mình chọn từ Android khác này, hay mình chọn từ iPad này, iPhone này, hay mình chọn từ Windows Phone hay BlackBerry. Thì mình không có Windows Phone hay BlackBerry ở đây thì mình không hướng dẫn anh em được. Mình chỉ hướng dẫn anh em chọn Android và iPhone thôi nhá.
Bây giờ mình sẽ chọn giao thức là không dây này, và mình sẽ chọn là Android, ấn là không dây. Đó, và chờ đợi. Đó, anh em nhìn đâu, nó kết nối ngay lập tức này. Ấn chọn này. Đó, bây giờ nó sẽ đọc dữ liệu ở trên máy này. Cái này anh em kiên nhẫn chờ đợi nhá, vì đây là hai chiếc Samsung với nhau, sẽ lên nó rất là nhanh. Còn nếu mà chiếc Android này anh em phải chờ đợi được khoảng 20 phút ấy nó mới chuyển được. Đó, anh em thấy không? Rất là nhanh, hai chiếc Samsung sang nhau rất là nhanh luôn. Đó, anh em nhìn nhá. Cuộc gọi và danh bạ này, tin nhắn 1 MB này, ứng dụng mình cài hết 3GB này. Phần cài đặt là 2 MB này, phần màn hình chờ 21 MB đấy, sang được cả màn hình chờ này. Phần ảnh của mình là 100 MB này. Đấy, video mình rất là nhiều video về phim hay luôn, hết 4GB này. Đó, âm thanh này, đó, nghĩa là nhạc ấy. Và dữ liệu mình tải file về. Mình muốn truyền thì mình ấn truyền ở đây. Đó. Sau đó mình chờ đợi. Đây, đồng ý cho sao chép điện thoại mới nhá. Sau đó mình chờ đợi. Bỏ cái khóa của mình. Đó. Thế là chờ đợi rồi. Để bên cạnh nhau là nó sẽ truyền dữ liệu được. Vấn đề này là anh em phải để nó bên cạnh nhau. Thế là nhiều khi mình chơi với khách nhá. Anh khách của mình, anh ấy mua hai chiếc máy này. Ở ngay tại cửa hàng, anh ấy bảo là anh ấy không nhiều thời gian đâu, chuyển dữ liệu cho anh lên thôi. Nhưng mà mình bảo thôi anh không sao đâu. Anh cứ cầm hai chiếc máy này bên cạnh nhau được là đút rồi, hai túi quần. Có nghĩa là túi quần bên trái và túi quần bên phải, mỗi túi quần một chiếc điện thoại và hai dữ liệu này nó sẽ di chuyển đến khu vực giữa của anh càng nhanh, bởi vì khu vực giữa của anh rất là lớn đúng không? Đó. Mình hay chơi với khách là như vậy, với các chị em thì mình không dám chơi như vậy đâu. Đó, anh em nhìn đâu. Nó sẽ hỏi mật khẩu của Google anh em đăng nhập vào này, nó sẽ chuyển. Đó, đó là trên chiếc Android sang nhau nhá. Đơn giản như vậy thôi, trên chiếc này nó cũng thế. Còn bây giờ nếu mà chuyển dữ liệu chiếc iPhone là sao? Đây, em nhìn nhá. Mình cùng mở lại này. Samsung Smart Switch này. Cái này nó đang báo là trên chiếc điện thoại này của mình kết nối ấy, thì nó sẽ hiện rất là nhiều luôn, nhưng mà thôi mình tắt đi không chuyển nữa. Mình sẽ tắt đi, mình không chuyển tài khoản nữa. Đó. Mình hủy đi nhá. Hủy này. Ok, cắt kết nối rồi. Đó, thế nó chuyển nhiều quá mất thời gian lắm. Đây, mình dẫn anh em cái chuyển Samsung iPhone sang này. Cũng tương tự như vậy nhá. Là bây giờ chúng ta sẽ ấn vào nhận dữ liệu và chúng ta sẽ nhận là thiết bị là iPhone, iPad, ấn vào đây. Thì anh em nhìn không? Kết nối iPhone, iPad bằng cáp này, hoặc đấy, sử dụng là cáp Lightning Type C hoặc là sử dụng một đầu OTG nhé. Hoặc là chúng ta sẽ nhận dữ liệu từ iCloud thay thế này. Đó, bây giờ chúng ta đăng nhập iCloud ở đây, nó sẽ về theo dữ liệu iCloud của chúng ta. Đó, đơn giản không? Trong trường hợp anh em là mất iPhone thì đăng nhập iCloud đây. Còn nếu mà không mất nhá, sử dụng cái cáp này là hay nhất, bởi vì nó sẽ chuyển hết dữ liệu. Ấn vào đây này, dùng cái cổng OTG cắm vào đây, hoặc là USB, hoặc là cắm thẳng cổng C vào đây luôn, và dùng cái cổng Lightning cắm vào chiếc iPhone này. À, trên đây chiếc iPhone thì bật, nó sẽ nhận báo luôn. Đấy, sạc cho iPhone luôn. Đấy nhá. Đó. Kiểm tra iPhone, ấn vào tin cậy như giống như ở kết nối máy tính ấy, tin cậy này. 90. Đó. Đó rồi này. Tiếp này. Đó, bây giờ nó sẽ tìm dữ liệu trên chiếc iPhone cũng rất là nhanh. Đó, anh em thấy không? Cũng chuyển được cuộc gọi danh bạ, cũng chuyển được tin nhắn, cũng chuyển được ứng dụng luôn. Đó, nó sẽ sao chép nền tảng ứng dụng để sang được. Đó, anh em thấy không? Dữ liệu từ ứng dụng của iPhone được sang luôn. Đó, có nghĩa là anh em mà có một cái phần mềm ví dụ như là camera 360, anh em chụp rất là nhiều ảnh, em chưa cho vào thư viện thì nó sẽ sang được. Hoặc là nhạc anh em lưu về dữ liệu về M3 Zing ấy. Đó, hoặc là một đống phim ở trong cái này chẳng hạn thì nó sẽ sang được nhá. Màn hình chờ sang luôn, ảnh sang được chắc chắn rồi, video cũng sang được, nhạc cũng sang được và tài liệu ở trên máy cũng sang được. Đó, anh thấy Samsung tuyệt vời không? Nó hỗ trợ hoàn toàn cho người dùng có thể chuyển dữ liệu được tất cả các nền tảng sang máy của nó được, trừ những cục gạch không biết sao chép cái gì nữa, đúng không? Đó, kiểm tra ứng dụng, cho ứng dụng là trùng khớp hay không. Có nghĩa là nếu mà trên nền tảng iPhone mà có những cái ứng dụng ví dụ như là những cái game độc quyền như iPhone chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tất nhiên là chúng ta sẽ không chuyển được sang Android. Còn ví dụ như Facebook này hay là những ứng dụng mà của ngân hàng này thì nó sẽ chuyển sang hoàn toàn bình thường. Anh em hiểu ý mình không? Đó, chứ còn ví dụ như game Infinity Village này hay một số game độc quyền như iPhone, tất nhiên là không sang rồi. Nó không thể sao chép được, nó sao chép là thánh quá, đúng không anh em? Đó, và cùng chờ đợi để chuyển dữ liệu thôi, làm rất là nhanh mà cũng không mất nhiều thời gian của anh em, rất là đơn giản như vậy. Đó, nếu mà anh em có vấn đề gì về trường hợp anh em chuyển dữ liệu thì anh em cứ không ngại gì, anh em cứ comment bên dưới nhá, video để mình hướng dẫn anh em cách cụ thể và chi tiết hơn. Anh em muốn hướng dẫn bằng hình ảnh thì anh em chat Facebook bên mình là msm.vn là mình hỗ trợ được dễ nhất, hoặc là anh em có thể nhắn tin qua Zalo bên mình theo số điện thoại Zalo là 0353616122 nhá. Đấy, anh em nhìn thấy không? Nó sẽ chuyển được nhạc của Apple là sang này. Đấy, phần mềm ứng dụng báo dân trí này, phần mềm ngân hàng của mình đây, trình cửa lý trang này, Google dịch này, ngân hàng này, Messenger này. Đấy, tất cả những ứng dụng này nó chuyển sang được này, nếu mà hỗ trợ trên nền tảng Android được này. Đó, gần như là hết luôn.
Đó, ấn vào cài đặt luôn, nó sẽ có cài đặt để tập tin để truyền cách đây bao nhiêu ngày. Đó, anh em thấy không? Ok nhá. Đó, thế là sao chép? Rất là nhanh, rất là tiện, từ chiếc iPhone sang được chiếc máy này. Đó. Đó, anh em thấy không? Đó, anh em thấy hay thì anh em chia sẻ cho mọi người cùng xem nhá. Có vấn đề gì mà không làm được thì comment bên dưới để mình hướng dẫn. Đấy, mình nói lại nữa. Và anh em có thể chat lên Facebook của mình để mình hướng dẫn online hình ảnh cho anh em được luôn. Đó, anh em yên tâm như vậy, bởi vì thực ra rất là nhiều anh em xem clip này của mình. À, rất là nhiều anh em mua hàng này của mình và có điện thoại mình để mình hướng dẫn, thì mình có làm online cho các anh em đều được hết. Chỉ cần gọi Messenger và Zalo để mình làm cho anh em được hết luôn. Không có vấn đề gì cả, rất là dễ dàng vậy thôi nhá. Đó, chia sẻ cho mọi người cùng xem, là mọi người cùng biết đi. Nếu anh em không máy mình cũng có thể điện thoại với mình để mình hỗ trợ. Đó, cảm ơn anh em xem clip nhá. Chào tạm biệt anh em.